Thưa quý thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh nói chuyện với giáo sư Huỳnh Văn La về một cái chủ đề về vấn đề mà luận tội Tổng thống Trump, cái vụ xử án Tổng thống Trump tại Thượng viện. Thì mới hôm qua này chúng tôi đi uống cà phê ở dưới Phúc Lộc Thọ. Và có ngồi thì nghe những cái người mà có rất là nhiều người người ta bàn cãi và người ta theo dõi cái vụ này ghê lắm. Và họ nói là cái chuyện này là cái phe dân chủ cực tả ở Hạ viện, họ làm cái chuyện này là chuyện rủi bu. Bởi vì cái lý do đó là họ đã biết chắc là không, cái luận tội của Tổng thống không đi đến đâu mà họ vẫn làm. Và họ đây không phải là toàn thể dân chủ, có đảng dân chủ Hạ viện, mà đây là chỉ một cái phe cực tả họ làm thôi. Và như vậy á, thì người ta nói rằng thì đây là một cái trò đã biết trước là không có đi đến đâu cả, mà lại làm chuyện rồi bu đó để vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian và gây phiền nhiễu cho Tổng thống Trump. Thì bác nghĩ sao về cái dư luận đó? Như tôi nói, khi tôi dòm cái mặt ông Trung và tôi theo dõi đó, tôi đã một thời thì tôi làm bí thư cho Tổng thống Diệm, thì tôi thấy hai người nó có một cái điểm giống nhau là cái gì? Họ yêu nước, mà yêu nước một cách rất là nồng nàn, rất là như là triệt để. Ông Diệm chuyên môn là độc thoại là đi trong cái đầu óc ông chỉ nghĩ chuyện dân liền, cái chuyện mà tranh đấu độc lập, cái tranh đấu thành thử ra ông cũng có một hai cái điểm hai người giống nhau. Thì tôi giờ nơi ông Trung đó thì ta thấy là cái người ổng rất là cái là lại ái quốc, anh thấy không? Ổng chỉ lo cho chuyện nước, ổng chỉ lo cho chuyện dân, thành thử ra một cái người ái quốc như vậy nó hiện ra người như vậy. Mà tại sao người ta lại là chống ổng? Thì tôi có khi tôi nói những người chống ổng không biết họ có thật ái quốc hay không. Nếu mà anh thấy một người ái quốc mà anh chống người ái quốc thì anh là người gì? Thấy chưa? Đó, thành thử ra khi tôi xem theo dõi cái chuyện luận tội đó, thì tôi thấy đã kéo dài ở bên cái phe dân chủ luận tội có một cái yếu này. Cái yếu nhất á, ông này chưa làm gì hết sân luận tội rồi. Họ kéo nhau luận tội ngày thứ hai, ngày 21 là họ kéo nhau luận tội. Kéo ra ngoài đường rồi kéo ra hội này hội kia, hội phụ nữ rồi gì đó, rồi rửa ra. Cái đó là yếu rồi. Ai dân bầu, ai không bầu thì ít nữa là một phần lớn họ bầu cho ông Trung. Thì ổng bề nào, ổng là tổng thống không phải riêng gì 60 mấy thôi. Nhưng mà một khi bầu rồi, ổng là tổng thống của mọi người. Biết chưa? Chứ không phải tổng thống có một số người, phải không anh? Wow. Bởi vì là cái đó là cái dân chủ mà. Wow. Khá bầu rồi á, anh không bầu nhưng mà anh là cũng là người của cái tổng thống, phải không? Wow. Bây giờ cái thành thử ra wow. Khi khởi sự cái đó là họ yếu rồi. Wow. Cái yếu đó là cái yếu đầu tiên hết. Cái yếu thứ hai á là cái yếu là họ khởi sự là láo, thấy chưa? Wow. Cái đó là láo rõ ràng. Tôi cũng lấy làm lạ mà tại sao mà Cộng Hòa để yên cái vụ đó? Tôi tưởng là vấn đề phải Cộng Hòa phải bỏ ra về hết, khởi sự một cái chuyện luận tội ông Tổng thống là một chuyện quan trọng ghê đó, mà tại sao không ngồi họ nghe được anh? Tôi cũng lấy làm lạ tại sao mà mấy ông... Thì bây giờ đó họ nói rằng thì theo cái cuộc xử án của Tổng thống Trump tại Thượng viện ấy, thì nó phải diễn tiến theo đúng cái thủ tục pháp lý của Mỹ. Thế nhưng mà theo đúng cái thủ tục pháp lý của Mỹ ấy, thì nó rất là... nó rất là nghiêm trọng, nhưng mà cái sự nghiêm trọng đó nó là một cái sự trò giễu cợt luật pháp Mỹ. Ấy ra nói vâng. Chuyện rồi ông nói láo, cái như là xít cho nói láo rồi giờ nói chuyện chơi. Tại sao anh cái sự kính nể tối thiểu, cái chế độ kính nể tối thiểu một người lãnh đạo thì anh nói chơi vậy được à? Vâng, mấy thứ hai là mấy, tôi tưởng là mấy ông mấy cái ông mà Cộng Hòa đó ở bên Ấn Độ hay là ở bên Philippines hay là ở bên Đại Hà đó,
cái bên mà đối tượng nó kéo đầu xuống nó đánh liền chứ mà không phải là cho nói chuyện tiếp theo thì tôi lấy làm lạ đó. Tại sao mà cậu Hòa nó hiền không giờ cái nước Mỹ nó kỳ cục lắm, là cái nước Mỹ là đôi khi những cái chuyện rất nhỏ họ làm lớn này, và cái có những cái chuyện rất lớn mà họ lờ đi. Ví dụ như cái người thổi còi hôm nay mới được nhắc tới, người thổi còi là ai, thành ra cái người thổi còi là người tung tin vịt ngay từ đầu. Phải rồi, vâng. Đáng ra rồi tại sao mà ngồi mà nghe những cái chuyện anh cái tố cáo thì anh tối thiểu lại phải đưa cái người đó ra cho phải không? Vâng. Sao đâu giấu, anh diện cái lẽ lại giấu thì thôi, chứ anh giải thì anh cứ việc anh xử đi, mình bỏ mình về chứ tại sao mà cậu Hòa để riêng gì được, tôi cũng thấy lấy làm lạ. Thì đó là phần lớn và tất cả các bình luận ra và tất cả các đài TV rồi các tờ báo lớn, không những ở Mỹ mà trên toàn thế giới, họ đều cho rằng Tổng thống Trump trong cái vụ này sẽ kết thúc vào, đáng nhẽ là kết thúc vào hôm nay này, tức là tối hôm nay. Nhưng mà cái phe Cộng Hòa họ muốn rằng thì là muốn kết thúc vào ngày weekend, để họ kéo đến ngày weekend để mà cho phát hình ở trên tất cả các hệ thống truyền thông để cho rất nhiều người coi. Chứ còn những cái người Việt Nam ở đây này, ở Oregon, họ nói với cháu rằng thì là cái chuyện mà ông Adam Schiff, ông ấy cứ lèm bèm, ông ấy nói mà nói tới nói lui mà gọi là cái nhai đi cái bản cũ soạn lại, mà đoạn bản cũ soạn lại dựa trên những cái yếu tố mà gọi là đều là nghe đồn thôi, thì thành ra không đến đâu cả. Nhưng mà họ đã nhàm chán cái việc mà tố cáo của cái phe dân chủ rồi, nhưng mà đặc biệt trong cái cuộc mà luận tội xử án tại thượng viện thì họ theo dõi rất kỹ. Thì bác nghĩ sao về vấn đề mà cái đó qua sự hiểu biết của tôi tưởng là một người tổng thống khi đã được chọn rồi, vâng, thì là nội mà cái anh luận tội thì anh là phải làm rất là rõ ràng, rất là minh bạch, chứ không phải mà láo rồi nữa. Những cái chuyện láo rất rõ ràng quá chứ không phải là chuyện mình bày đặt đâu. Rồi mà ở trong đó ông đã nói rằng tôi đã gặp cái ông sao hết, cái ông gì đó nói tôi đã gặp tổng thống nói tôi không có cần cái gì hết rồi, hiểu chưa? Thành thử ra vậy tại sao còn tiếp tục mà kéo dài như vậy, coi cả là hai ba năm nay thượng viện hạ viện làm được cái gì? Em coi đó, cái hiệp ước giữa Canada Mexico đó là cái đó rất quan trọng ghê đó, mà lại kéo dài để trì hoãn cả năm rồi mới ký được, mới thành luật được, thì cái đó tôi thấy là tại sao dân Mỹ hiền lành quá, thật là hiền lành, hiểu chưa? Đáng đi ra để mà trì hoãn cái MCCA gì đó hết chứ, thì là cho tôi là một cái lỗi đối với người dân nghèo. Anh có tiền anh sống, dân biểu có tiền anh sống, anh muốn đâu chứ, nhưng mà cái người dân danh đại, người dân Mexico, người dân Mỹ họ đang cần cái đó ghê lắm. Anh thấy rồi, bởi vì cái đó cái chuyện sống cơm gạo của người ta mà tại sao để kéo dài như vậy, anh thấy không? Thành thử ra để tôi qua bên đây thì tôi ở Việt Nam tôi làm chính trị, tôi cũng biết Quốc hội hoạt động thế nào, nhưng mà tôi bên đây tôi thấy người Mỹ có lẽ là hiền quá. Không như bạn em biết ở bên Philippines hay bên Đại Hàn không nó như ra đó thì nó đánh rồi. Cháu thấy là người Mỹ họ cũng chẳng hiền gì, nhưng mà họ bị xỏ mũi bởi cái về cái đám mà truyền thông mà gọi đấy là vâng. Nghĩa là họ tin, họ có thói quen là họ cứ bật tivi lên là họ tin tưởng. Đấy rồi, có gì là New York, Washington Post. Ví dụ như là LA Times hoặc là New York Times nói là họ tin, họ đọc báo thì họ tin mấy cái tờ đó. Và khi mà thầy ra những cái bình luận ra đó như vậy thì đều là chống Tổng thống Trump ấy. Đầu óc của người Mỹ hẹp hòi quá. Vâng. Đọc những đó nghĩa là không có minh mẫn, không có quán chiếu nhiều chuyện, cấm đầu với lọc từ nào thì cứ việc lọc từ đó. Vâng, mà họ đọc họ tin đó. Tin cái chuyện chứ họ không có
thiếu cái óc phán xét, mà họ không có phối hợp những nguồn tin khác nhau. Đó. Thành thử ra là họ đọc họ bị, mà cái thói quen của họ là bị lôi kéo, mà không những lôi kéo của cái tờ báo đó, mà lôi kéo đến họ đi đến chi tiết là họ tin vào. Ví dụ như là có họ xem hồi trước cháu biết là vì cháu có làm cho tụi hồi giặc ở Việt Nam này, vâng, mới nói láo. Vâng, thì họ tin vào, ví dụ như là Peter Jennings của ABC nói cái gì là họ tin. Rồi thì là vâng, thế mà cái tay mà gọi là của NBC đó là nói láo nhất là Tom Bogle đó, nói là họ tin, mà Tom Bogle là một tay gọi là hoàn toàn cực tả, mà chống chiến tranh, mà nói trắng ra là phản chiến, nó mua chuộc Tom Bogle, thành ra Tom Bogle chỉ nó biết nói xấu quân đội Mỹ và nói xấu quân đội Việt Nam luôn. Đấy rồi, thì nó thành thử ra cái vấn đề tiền anh cũng quan trọng ghê. Vâng. Mấy cái tờ báo nó bị mua chuộc. Vâng. Thì nó nói một điều không ai thấy chứ. Vâng. Rồi sao giống như Jean Fonda thì hồi đó thì nó nhỏ, nó nói vậy, sau nó cũng xin lỗi rồi. Nhưng mà trễ quá rồi. Vâng, nhưng mà tụi gọi là chiến cựu chiến binh họ nhất định không tha. Bởi vì tôi biết rồi, cái chuyện Jean Fonda đi đâu cũng bị tẩy chay hết. Vâng. Tại vì họ cho là Jean Fonda đã xỉ nhục quân đội Mỹ. Trở lại cái chuyện luận tội đó thì thấy nó cũng buồn, mất thì giờ nhiều, mất tiền nhiều. Mà tôi thấy thương hại cho ông Trump. Ông nghĩa là thật là một con già gớt. Phải không anh? Không, nhưng mà người ta cũng nhưng nói. Nhưng mà anh tưởng đâu là vấn đề gia đình của ông không buồn à? Không, nhưng mà họ cũng có một cái sự nghĩa là cái luận bình luận như thế này mà cháu nghe được, nhưng mà cháu cũng không nghĩ là đúng hay sai, chật chúng chật cháu không biết. Nhưng mà họ nói rằng tổng thống Donald Trump á, là một cái người mà ông ấy nóng tính, ông ấy tức cái gì ông nói ra ngay, thì ông ấy là một người trực tính, nhưng mà nói là người ta diễu, người ta bảo đó là thần khẩu hại sắc phàm. Thì ông ấy bị gặp tai họa lắm, nhưng mà cũng có người đó là anh thấy không? Vâng. Người Nhật Bổn đó có nói như thế này, anh sống dai á, người Nhật Bổn là cái có một cái đảo là sống dai, người nào cũng 90 tuổi 100 tuổi đó. Thì họ làm cái khảo sát thì họ nói như thế này, chị muốn sống dai, anh muốn sống dai thì có thứ nhất á 25% đó là do cái chuyện đời sống của anh, ăn uống được của anh, chơi nhởi được anh. 25% nữa là do cái môi trường anh ở xung quanh, cái môi trường nó tốt lành á, thì anh sẽ sống dài hơn. Nhưng mà 50% là tại cái gì á? Tại cái tâm tính của anh bất chấp, anh đi đến cái chỗ bất chấp á, là cái chuyện là cái tốt của cái thiền đó anh. Anh coi cái kia, ta chửi anh cũng buồn, nhưng mà đừng có buồn quá 2-3 phút, phải không? Không, nhưng mà có cái khen của anh thì anh cũng vui, nhưng mà đừng có vui nhiều. Có cái dư luận họ lại nói là thì đó là đảng dân chủ á, nghe cái phe mà cực tả của đảng dân chủ đó, họ rơi vào cái bẫy của ông Trump. Cái đó thì không, là cái đó là cái thằng tuyệt. Họ rơi vào cái bẫy của ông Trump, tức là cứ theo đuổi. Bởi vì anh thấy rồi, anh ổng cái là ổng suy nghĩ, anh thấy có khi nào ổng cười được, ổng suy nghĩ hoài. Vâng, thì nghĩa là cứ theo đuổi mãi về chuyện, nghĩa là cứ nói ra nói vào về chuyện luận tội, mà trong khi đó để ông ấy làm những chuyện lớn quan trọng như là đối phó với tàu, rồi đối phó với ra đá đại, đối phó với Mỹ Tây Cơ, ông làm những chuyện lớn mà nghĩa là họ chỉ có chúi mũi vào cái chuyện luận tội thôi, thành ra họ quên để cho ông có thì giờ ông ấy làm những chuyện khác. Thì cái đó cũng là một cái suy luận mà không khó không, có thể nói. Bởi vì mà đó tôi thấy phá ổng nhiều, bởi vì ổng vẫn một ngày ổng làm tất cả có lẽ là 15-16 tiếng đồng hồ để mà suy nghĩ cái chuyện phải đối phó với Iran, đối phó với Trung Cộng. Cho tôi trên đầu óc cũng giống như vậy, ổng cứ việc ổng độc thoại, ổng nghĩ về chuyện Diên Điền, ổng nghĩ về chuyện di cư, ổng nghĩ về chuyện Pháp được đâu. Thành thử ra cái người, nhưng mà ông Diễm thì ổng không có cái mặt của ổng không có ưu tư như ông Trung. Còn ông Trung thì cái mặt rất không, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì có cái vụ mà cái phe dân chủ họ đưa ra
mấy cái người mà ứng cử thì không người nào ra hồn hết. Không, cái đó họ biết rồi. Vâng, không người ra hồn. Họ cũng phải biết đấy. Ở Ohio không có người nào ra hồn cả, mà không có người nào có một chính sách rõ ràng cả. Thành ra mơ mơ rồi lại đi lố như nói chuyện là láo đâu ai tin. Vâng. Chuyện là ví dụ như y tế cho mọi người, sinh viên điều này nọ, học sinh đều free hết. Vâng, vâng. Mà cái anh mà gọi là nghị sĩ ấy thì anh đang được California thích lắm đó. Không à, cái anh đó là thị trưởng ở South Bend đó hả? Không, cái anh trẻ đó. Không, cái anh nghị sĩ mà bị cái bà ấy, bà ấy chê đó. Bà ấy nói là... Nhưng mà anh nói ai, ông nào mà... Cái anh nghị sĩ mà chủ trương y tế hoàn toàn cho dân đó. Đâu có ông nghị sĩ nào cả. Chỉ có bà nghị sĩ Warren đi chứ đâu có ông nghị sĩ nào. Cái ông Sanders có hai người đó. Vâng, ông Sanders đó. Vâng. Ông Sanders bây giờ ông dẫn đầu đó. Vâng, thì ông ấy đang được dân California nhưng thích. Nhưng mà bây giờ có cái chuyện cũng vui đó. Cái ông thị trưởng New York, ông Bloomberg đó. Vâng. Ông không có gì được. Mà ông muốn nhảy vô tranh cử để coi họ cái bên dân chủ nó định sao. Ông chưa có đủ người ủng hộ. Ông chỉ có tiền thôi. Vâng, nhưng bây giờ ông nhảy vô ông đòi tranh cử với người. Vâng, nhưng mà nếu mà ông không được ở trong cái mà thì mà ông ra có lẽ là tự lập. Vâng, ra độc lập, và ra độc lập nó đương nhiên nó chia phiếu của ra kia dân chủ ấy. Vâng. Thay nhưng mà ông ra có lẽ ông được phiếu gì đó bởi vâng. Ông có tiền. Vâng. Coi nghĩa là đừng có nói chuyện ông Trung hết trơn á. Đảng Dân Chủ kỳ 20 thì 20 đó tự do rồi, không có tiêu tan rồi. Vâng. Không có người nữa. Vâng. Mà hồi qua hôm kia thì bà cái riêng bà nói dân bây giờ cần bà ra. Vâng. Thì bà ra bà hơn ông bà đây. Mà bà cứ dập dình, bà Hillary bà cứ dập dình như vậy thì cái đám ở bên Dân Chủ cũng nhiều thứ nó nhột lắm. Không, nhưng mà bà ra đó thì chắc bà có điều kiện để tụi Dân Chủ nó chọn cho anh coi. Vâng. Bởi vì không có ai hết thì bà được chứ. Vâng. Vâng, thì xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Có lẽ là hy vọng rằng tuần lễ này vui và đón nghe cái bài thuyết trình của ông Trung bữa mùng 4. Vâng. Thì là... Thì sẽ nói về đủ thứ chính sách. Vâng. Thì cho tôi, ông ra đó thì không còn dín bén gì hết. Vâng. Ông ra mà ông cũng không cần nhắc đến. Vâng. Thấy chưa? Chuyện cũ bỏ qua hết. Không, như vậy cái bản tính của ông Trump là ông sẽ rất là khoe. Ông sẽ khoe về những thành tích kinh tế rồi không, nhưng mà người dân anh nhóm popule đó thì họ thích cái đó. Vâng. Phải không? Vâng. Dân bình dân họ thích cái đó. Vâng. Thành thử ra hy vọng là sẽ có một cái tuần cuối tuần tốt. Vâng. Chưa? Vâng. Cho dân Mỹ. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với giáo sư Huỳnh Văn Lan. Cũng vậy, tôi cũng hy vọng là qua cái Tết này đó, trước khi ngày 15 tháng 2 đó hả, thì mọi sự sẽ tốt đẹp hết. Vâng, tức cái là... vấn đề virus cũng giải quyết xong. Vâng. Bởi vì nước Tàu nó sẽ sụp đổ, không có lâu rồi. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả.